trên vấn đề di tích. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái hố khai quật có những cái địa tầng như thế nào á thì đã được các nhà khảo cổ học xác định, nhận xét, rồi là tư liệu hóa. Ở đây là tư liệu hóa dưới hai góc độ, một là ghi tọa độ, hai là chụp ảnh, ba là bản vẽ. Đây là bản vẽ của chúng tôi, còn đây là cái hình ảnh địa tầng. Và trong cái địa tầng này ấy, thì chúng ta thấy rằng là các cái lớp văn hóa thì đã được thể hiện rất rõ ràng. Có lớp văn hóa thiền lý và có lớp văn hóa thiền trần. Và lớp văn hóa thiền lý ở trên bản vẽ này ấy, thì chúng tôi đánh cái dấu màu vàng như này, đánh dấu màu đỏ này. Lớp văn hóa thiền trần ấy, thì là đánh dấu màu vàng. Thì là ở đây ấy, là chúng ta thấy rằng là có một cái lớp đất thời trần ấy, là màu vàng, nó nằm ở trên một lớp, nó qua một cái lớp chỗ này là lớp văn hóa thiền trần, nó xuống rất sâu qua cái thiền lý và nó sâu ở chỗ này tới 1.2 mét. Và khi so sánh để mà xác định địa tầng ở khu vực này ấy, thì bình thường á là chúng tôi căn cứ vào cái di tích di vật ở các cái lớp mà văn hóa chúng tôi cũng có thể xác định địa tầng. Và đây á là bước đầu là xác định là di tích thời trần rồi, nhưng mà chúng tôi còn so sánh tiếp với lại các cái di tích thời trần ở khu vực khác đã được các chuyên gia thừa nhận và đã được thừa nhận là di sản thế giới. Ví dụ như là khu 18 Hoàng Diệu thì chúng ta thấy rằng là các cái lớp đất thuộc thời trần như này nó giống hệt như là cái lớp đất ở Vườn Hồng mà đã nhìn thấy. Và thời lý cũng vậy, các cái so sánh tổng thể đều cho thấy trong toàn bộ khu vực Hoàng Thành Thăng Long thì các lớp văn hóa rất giống nhau về cấu trúc của màu đất cũng như là đất sản chính như vậy. Thì trong cái lớp văn hóa thời trần như vậy á, thì ngày 3 tháng 12 năm 2013 thì cái nhóm khai quật phụ trách cái hố này á, đã xử lý các thứ di tích di vật bình thường theo một quy trình khai quật khảo cổ học. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì đã phát hiện được cái ấn nằm ở vị trí này. Và cái độ sâu tôi đo được á, là 6.38 mét so với mặt nước biển. Tức là do những cái di tích và di vật đặc biệt ấy, thì trong quá trình nhận thức khai quật ấy, thì là chúng tôi có tư liệu hóa cái đó kỹ hơn những cái di vật bình thường. Và đấy là cái đây chính là cái vị trí là chúng ta đã phát hiện được cái di vật. Cao độ á, được ghi là 6.38 mét so với mặt nước biển. Ở đây tất cả các thứ địa tầng và mặt bằng ở đây á, đều được so với mặt nước biển hết. Và như vậy á, chúng ta thấy nó nằm rất sâu, nằm ở giữa các cái địa tầng của thời trần. Ở đây là chúng ta thấy cái mà mọi người cứ bàn về nghi ngờ về nhân tạo, thì chúng ta xem ở đây chúng ta sẽ thấy là rất là rõ. Trên đây là cái địa tầng chúng tôi ghi được.